Nào về à? Làm ca sáng à? Tối. Hả? Tối. Gì? Làm bình thường. Gần xuống Tâm An. Hả? Gần xuống Tâm An làm. Tháng 5. Nếu mà ở bên kia thì mà nâng lương cho còn hơn 7 triệu rưỡi thì phải đi đâu? Bệnh viện. Tâm An thì trước còn kia đi đấy đi làm thì nó bảo là xuống thì đầu tư nó trả 8 triệu. Ít nhà thì làm nó nói thì làm nhưng mà nó là ít cửa hàng thôi. Tâm An nó ít cửa hàng nhiều hơn. Làm như đấy chắc năm còn làm à? Không biết tiền đâu. Đang tháng năm đến đầu năm lúc nào đi lúc nào với nhau đi đến xem công ty Tâm An. Khu ủi dưới đồn cảnh có mấy chỗ đổ bê tông nữa mà. Là tháng 5
luôn là xuống đầu năm là hỏi ông ấy luôn, nếu mà đông được đưa ra được làm đâu không được làm 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 được trong là cuối năm là một tháng lương cơ bản, đây nó muốn vào tháng năm thì chắc gì cũng được hơn triệu thôi, còn nó để được hơn 3 triệu, nhân viên thì 300 nhân viên gì làm gì, cái chuyện là nhân viên là làm công nhân với giám đốc cũng tháng lương cũng triệu thoải mái ngồi đây thời gian nó mới vào. À, còn bình thường là dê với cả chó đi ăn lúc nào nó bảo mình đi thịt rồi, bây giờ buổi sáng thì làm cơm buổi trưa sao xem tí lại muốn học mấy chút rồi chưa đang quay về đấy. Rồi thế rồi thì thẻ nó chẳng qua không phải của mình, có mày nhảy lên buổi sáng buổi chiều chạy được cho nó đéo. À, ở đất Việt tao có được lái súc lật đéo đâu, tao vào buổi sáng thì tao buổi chiều tao chạy một mình tao súc lật thôi. Cải tiến về ngày giờ trước ngày Hàn, hôm nay Hàn đắp cái trục kia lại rất mắt. Ở bên đấy thỉnh thoảng có cái Hàn lúc nào cũng Hàn, nhưng là không máy móc không hỏng hóc gì là cấp điệu trong người chơi ấy. Nhưng mà vòng chơi đi ăn cơm